Lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2024 Giáp Thìn rước tài lộc. Tử vi Việt Nam xin kính chào quý thính giả cùng quý anh chị đang theo dõi video này. Theo truyền thống và trong các hoạt động đầu năm, khai xuân được coi là một nghi thức đón chào năm mới với sự khẩn cầu cho một năm có thể làm ăn phát đạt, hành thông và may mắn. Những hoạt động khai xuân một năm mới bao gồm như khai bút, xuất hành hay khai trương. Để lựa chọn được ngày giờ đẹp khai xuân đầu năm 2024 Giáp Thìn để cả năm may mắn, thì Tử Vi Việt Nam đã chia sẻ tới quý anh chị những ngày đẹp khai xuân Giáp Thìn nhằm cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt, vạn sự hành thông. Thứ nhất, việc khai xuân đầu năm có ý nghĩa gì? Như quý anh chị đã biết, khai xuân đầu năm là một trong những phong tục truyền thống của người Việt Nam vào dịp đầu năm mới. Khai xuân sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa để chào đón năm mới, có thể kể đến như xuất hành, khai bút, trao lì xì hay đi lễ chùa và vân vân. Trong khoảng thời gian này, người dân cả nước sẽ cùng nhau khai xuân với mong muốn có một năm mới làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát đạt, vạn sự hành thông. Ngoài ra, các hoạt động khai xuân năm 2024 còn giúp cho các thành viên trong gia đình, anh em họ hàng hay trong công ty sẽ gắn bó với nhau hơn. Chính vì thế mà ngày khai xuân cũng phải là ngày tốt để giúp mọi người có một năm mới tốt đẹp và may mắn. Vì vậy mà việc lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2024 Giáp Thìn là một điều vô cùng quan trọng và được mọi người xem và lựa chọn ngày đẹp, giờ đẹp rất kỹ trong vấn đề này. Vậy năm 2024 Giáp Thìn có những ngày nào đẹp để khai xuân? Hãy theo dõi tiếp video này để lựa chọn cho mình một trong những ngày tốt mà Tử Vi Việt Nam đưa ra ngay sau đây để khai xuân năm mới cầu may, vạn sự hành thông cho một năm mới thật bùng nổ nhé. Những ngày đẹp khai xuân 2024 Giáp Thìn rước tài rước lộc. Nhằm giúp quý vị đạt được những mong muốn, lựa chọn ngày giờ tốt khai xuân đầu năm đem đến sự hành thông thuận lợi, thì việc chọn lựa ngày giờ khai xuân cũng rất quan trọng. Vì vậy mà Tử Vi Việt Nam làm video này để quý anh chị có thể tham khảo và lựa chọn những ngày đẹp sau đây để khai trương mở hàng. Thứ nhất, ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 11 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Mùng 2 Tết năm 2024 Giáp Thìn được cho là ngày đẹp để khai xuân, mở hàng và hỏi thăm người thân, bạn bè. Tuổi xung khắc ngày là tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Tuổi xung khắc tháng là tuổi Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Giờ tốt là giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Ngọc Đường. Giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Tư Mệnh. Giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Thành Long. Giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Minh Đường. Giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Kim Quỹ. Giờ Đinh Hợi 21 giờ đến 23 giờ Bảo Quang. Hướng tốt là hướng Tây Bắc Hỷ Thần, Đông Nam Tài Thần. Thứ hai, ngày mùng 4 Tết, tức ngày 13 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Một trong những ngày đẹp để khai xuân năm 2024, bạn cũng có thể cân nhắc, chính là ngày mùng 4 Tết. Đây là ngày tốt cho tất cả mọi việc. Tuổi xung ngày là tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Tuổi xung tháng là Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn. Giờ tốt trong ngày là giờ Nhâm Dần từ 3 đến 5 giờ Kim Quỹ. Giờ Quý Mão từ 5 đến 7 giờ Bảo Quang. Giờ Ất Tỵ từ 9 đến 11 giờ Ngọc Đường. Giờ Mậu Thân từ 15 đến 17 giờ Tư Mệnh. Giờ Canh Tuất từ 19 đến 21 giờ Thanh Long. Giờ Tân Hợi từ 21 đến 23 giờ Minh Đường. Hướng tốt là hướng Nam Hỷ Thần, hướng Đông Tài Thần. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lựa chọn thêm một số ngày đẹp khai xuân năm 2024 Giáp Thìn như ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức ngày 18 và 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch nhé. Vậy cần những phong tục gì để khai xuân năm mới 2024 Giáp Thìn thì hãy cùng Tử Vi Việt Nam tìm hiểu tiếp ngày sau đây nhé. Khai xuân đầu năm 2024 Giáp Thìn cần những phong tục gì?
Phong tục khai xuân đầu năm sẽ tùy theo từng gia đình. Chính vì thế mà việc khai xuân đầu năm của các gia đình sẽ khác nhau. Tuy nhiên, những hoạt động này đều mang những ý nghĩa tốt lành và hy vọng một năm mới thuận lợi và may mắn hơn. Thứ nhất, hoạt động trao lì xì đầu năm. Đây có thể nói rằng là một trong những phong tục truyền thống lâu đời nhất đối với các gia đình Việt. Con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ với những lời chúc sức khỏe vạn thọ dành cho những thành viên lớn tuổi trong gia đình. Ngược lại thì ông bà, cha mẹ cũng sẽ lì xì ngược lại cho con cháu với mong muốn con cháu mình sẽ ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi và thành công trong công việc của mình. Hoạt động đi lễ, đi chùa ngày Tết. Đi lễ, đi chùa ngày Tết cũng là một trong những phong tục văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Vào đầu năm mới, mọi người sẽ đi lễ, đi chùa để cầu mong sự bình an cho gia đình, cầu mong cho một năm công việc hành thông, thuận lợi cho bản thân. Hoạt động khải bút đầu năm. Ngoài những phong tục lì xì hay đi lễ đầu năm, việc khải bút đầu năm không phải là một việc bắt buộc, nhưng nó cũng là một nét đẹp trong văn hóa của người dân Việt được truyền từ đời này sang đời khác. Vào những ngày đầu năm, nhiều người sẽ lựa chọn khai xuân bằng những lời chúc tốt lành với mong muốn rằng một năm mới vạn sự như ý, sự nghiệp hành thông và mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp và may mắn nhất. Trong phong tục khai bút đầu năm, ta thường lựa chọn những câu danh ngôn, câu thơ hay để khai bút nhằm tạo nên sự tích cực cho bản thân và tiếp tục cố gắng từ những ngày đầu năm mới. Hoạt động trồng cây đầu năm. Một trong những phong tục khai xuân đầu năm, ngoài việc lựa chọn ngày đẹp khai xuân năm 2024 Giáp Thìn, việc trồng cây đầu năm cũng không thể thiếu, nhất là với những người nông dân. Những người nông dân thực hiện những đường cày đầu tiên trong năm mới, nó thể hiện được sức lao động của con người muốn chinh phục ruộng đồng. Qua đây cũng đã thể hiện được sự sáng tạo của người nông dân Việt. Như quý anh chị đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi động phong trào trồng cây khai xuân đầu năm và đến nay, phong tục này vẫn được gìn giữ và phát triển rộng trên cả nước. Chính vì lẽ đó, không chỉ lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2024, mà bạn cũng có thể tham khảo một số phong tục khai xuân ở trên để thực hiện trong ngày đầu xuân năm mới của mình nhé. Như vậy, Tử Vi Việt Nam đã gửi tới bạn những ngày đẹp khai xuân năm 2024 Giáp Thìn. Hy vọng rằng video này đã giúp các bạn lựa chọn ra những ngày khai xuân đẹp 2024 Giáp Thìn để một năm mới có sự thuận lợi, suôn sẻ và tốt đẹp nhất tới gia đình, họ hàng và chính bản thân mình nhé. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem thêm những video thú vị khác trong năm 2024 được Tử Vi Việt Nam luận đoán và hóa giải, giúp bạn tránh được những điều không may mắn và những việc nên làm trong năm 2024 Giáp Thìn này.